Đến cuối tháng 8 năm 2020, 100% đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng các nội dung kế hoạch đề ra. Hiện tại, công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11 đang được triển khai nghiêm túc, chu đáo theo đúng quy định. Dù bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19, song với tinh thần nghiêm túc, tích cực, Đại hội Đảng bộ các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc tỉnh ủy Lâm Đồng vẫn tiến hành đúng thời gian quy định. Chương trình đại hội được sắp xếp, bố trí khoa học, hợp lý, 100% đại hội diễn ra thành công, an toàn, tiết kiệm và hoàn thành kế hoạch. Mở đầu cho đại hội cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã chọn Đảng bộ huyện Đà Oai chỉ đạo đại hội điểm và Đảng bộ huyện Đà Tẻ thực hiện đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Ngay sau khi đại hội điểm của Đảng bộ huyện Đà Oai kết thúc, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết đại hội cấp cơ sở và rút kinh nghiệm quá trình tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Qua đó, giúp các địa phương, đơn vị chưa tổ chức đại hội học tập kinh nghiệm, lưu ý những vấn đề còn vướng mắc để chuẩn bị tốt đại hội. Theo đánh giá, đại hội điểm của Đảng bộ huyện Đà Oai và đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy của Đảng bộ huyện Đà Tẻ đã được chuẩn bị tốt, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định và đã phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tổ chức thành công đại hội. Kết quả bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội Đảng bộ huyện Đà Tẻ với số phiếu trúng cử đạt tỷ lệ cao trên 96,7%. Lâm Đồng có 18 đảng bộ cấp trên cơ sở đều đã tổ chức thành công đại hội. Trong đó có 10 đảng bộ huyện, 2 đảng bộ thành phố và đảng bộ công an tỉnh, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, khối các cơ quan tỉnh, khối doanh nghiệp tỉnh, trường đại học Đà Lạt, viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt. Tổng số ủy viên ban chấp hành trúng cử là 564 đồng chí và tổng số ủy viên ban thường vụ trúng cử là 168 đồng chí. Số lượng ủy viên ban chấp hành và ủy viên ban thường vụ đảm bảo đúng cơ cấu về độ tuổi, tỷ lệ tuổi trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ tái cử. Đặc biệt, tuổi trung bình của các đồng chí tham gia ban chấp hành là 40 tuổi, trẻ hơn 5 tuổi so với nhiệm kỳ trước. Tuổi trung bình của các đồng chí tham gia ban thường vụ là 48 tuổi. Đại hội của các đảng bộ cấp trên cơ sở cũng đã bầu 267 đại biểu chính thức và 22 đại biểu dự khuyết tham dự đại hội đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện việc giảm 5% số lượng cấp ủy viên so với nhiệm kỳ 2015-2020 theo quy định của Trung ương. Nhiệm kỳ này, số ủy viên ban chấp hành cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh chỉ còn 568 đồng chí, giảm 36 đồng chí, chiếm tỷ lệ 6% so với nhiệm kỳ 2015-2020. Thành công chung của đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng về mọi mặt như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng báo cáo, văn kiện, công tác nhân sự, điều hành đại hội đã tạo khí thế trong toàn đảng, toàn dân về tăng cường sức chiến đấu của đảng trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Đồng thời, góp phần rất lớn vào sự thành công của đại hội đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11 sẽ diễn ra vào giữa tháng 10 tới. Hiện tại, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đang được tiến hành nghiêm túc, chu đáo, đảm bảo tiến độ đề ra. Các dự thảo văn kiện trên đại hội đã được công bố và tiếp tục tổ chức lấy ý kiến trong cán bộ đảng viên, cán bộ hưu trí, các tầng lớp nhân dân lần cuối trước khi đại hội chính thức diễn ra. Về phương án nhân sự, Ban Thường vụ tỉnh ủy Lâm Đồng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các quy định hướng dẫn của Trung ương về số lượng ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ và tiêu chuẩn, nhất là cơ cấu về độ tuổi, tỷ lệ tuổi trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ tái cử. Giữa tháng 10 tới đây, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức diễn ra. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm không chỉ đội ngũ cán bộ đảng viên mà còn của mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Sự chuẩn bị chu đáo cho đại hội về mọi mặt, hứa hẹn một kỳ đại hội sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, chọn lựa được những người đủ đức đủ tài để lãnh đạo chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã hoạch định, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước cho giai đoạn 5 năm tiếp theo.